enemy's movement has been detected. Stop their bombing mission. Mình đã bị phá vậy ta. Chưa vô Rush nữa. À trời ơi, sniper nhiều quá. Tăng đơ, tăng đơ. Đơ. The enemy's movement has been detected. Stop their bombing mission. Có anh Tú vô đây hả? Thằng con nơ. Thằng tăng không nổi. À đúng rồi á. Hay. À, biết nhất cái map này mày núp đầu đến bắn sắt quá. Không thích cái map này. Ôi quá anh. Có ai trong clan coi cái chiêu né headshot trong CSGO chưa? Vì sao? Thằng này nó cầm AWP nó bắn. Nhắm ngay đầu này rồi. Mới bắn cái thằng kia nó thảy súng lên. Đạn dính vô súng đéo chết. Có rồi, có kịp có vụ đó hả? Thôi bị lầy. Lên mạng coi how to avoid headshot in CSGO. Vấn đề là làm sao nó biết nó bắn lúc nào mà thả súng ra mới được. Thả súng là sao? Nó quăng súng ra. Có nghĩa là thấy ở gần á phải không? Ví dụ như ở góc á thì thằng cầm AWP mấy thằng pro á, nó đi nó quick scope á. Thì vừa mới thấy nó một cái là nhả súng ra. Cầm súng lục bắn hả? À. Téo vậy. Có chắc mấy thằng thánh rồi. Me, I'm reloading. Hiếp dầm nó đây. Trời ơi, vãi. Lưỡi ngọt xuống miệng. Ông mọi người giết. Bực mình rồi nha. Stop their bombing mission. Trời ơi, còn có 2 máu không phất. À, trên lầu A. Nhà mình ăn. Phất nó. Trời ơi, TN ơi, vãi. TN lead trên lầu. Dính bom lửa. Contact. Kịp thời nó thắt bắn gà mày. Cover me,
lúp rồi bắn. You shit. Lẽ mày không thấy tao bắn cái map kia với hai đứa kia, tao bắn toàn headshot không? Hỏi tụi nó coi. Map missile ấy. Tango down. Như Bonner nó sniff á. Thấy chưa? Mày thấy cái gì chưa? Mẹ, tao đã nói rồi. Tao bắn còn hay hơn á. You here wedding my mom. Ủa, mấy hai thằng luôn, fuck. Trời ơi, thằng ca transcript. Chạy ra nhìn trái bắn bên phải. Trên lầu á Kim, trên lầu á. Tango down. Hello. Where your brother? I'm here. Không mang cái mẹ này qua mẹ sẽ sniper bắn mới xuống. The location of the target has been found. Destroy the target. Go down. Cover me. I'm reloading. Down. Reloading. Càng hả con? Đó đục tường ghê thôi. Bom. Nó bay rồi, nó bay rồi. Bay. Cầu kiếm mít giữa một cầu thang bay. Canh bom. Nó này vô gỡ bom kìa, nó vô bom rồi. Ôi vãi. Mấy thằng này bắn. Trời. Mấy thằng mà bị giết đầu tiên cũng ngu luôn. Cái gì mà hai thằng không giết được nó. Thằng cứt này. Fuck.
mấy tao kêu nó đi chơi rồi, chứ chủ nhật mà làm cái gì. Đúng không? Bên này bên đó chủ nhật mà. Địt mẹ sẵn quá. Nó đang quay thai rồi. Rush the location of the target has been found. Destroy the target. Dưới đường thằng ấp A ấp A mấy bồng khói màu hết vậy. Có hai lần hai cây. Enemy down. Cover me, I'm reloading. À, kia không biết canh bom hả ta? À, chưa có bom. Tình hết hồn. Nó tính móc lốt nữa mà, ông phẩm. À, một bê mẹ tao đang đặt bom, sao mày không dụ nó để tao đặt cho xong đi đâu. À, quyền mém chết. Mày hả anh? Pick hả? Cover me, I'm reloading. Wow. Trời, nó chụp kìa má. Rớt luôn. Gì mà không giết được nữa thôi, đập đầu tự tử luôn đi. The location of the target has been found. Ủa phải thiếm. Ồ, oh, transcript. À đây là frag out. Grenade. Thấy thằng ninja chở bom kìa. Đặt bom. Ủa sao thằng nào đặt bom vậy? Thằng Win đặt bom đấy mày. Nó định The bomb has been planted. Secure area B. Mission accomplished. All enemies are down. Gabriel. The location of the target has been found. Destroy the target. Contact. Có dừng bom nào. Nó bom nào này ngu vậy. Lẹn chặt bom, chặt bom. Mẹ nó ngu. Trời ơi. Rồi, bên một một bê.
The location of the target has been found. Destroy the target. Hug? Frag out! Enemy convoy is down! Man down! Hey, đông. Vãi. Rồi thôi hiểu rồi. Fuck. Đúng rồi. Nghe giọng ai mà. Ừ nghe giọng gái. Mẹ giọng ai mà nghe ngọt dữ ta. Ai á. Ờ đúng rồi á, hình như vậy á. Thôi chết. Không phải thì em đúng gay gay detective gay gay detective kiếm tiền mua khẩu đó mới được. Đó gì rồi anh bao school đi anh xỉn nha. Ghê bao school nhá, cẩn thận bao quá à. Bao cái cung quá à. Anh ném bom chết đó. Máy P90 Fury nhìn ngon lại. Mà yếu à. Súng này dành cho mấy con gà. The bomb has been planted. Secure area A. 1-3 đằng sau á. Thật là bê qua. Thôi, ngon hay. Phạm.